Xin chào quý anh chị, bà con cô bác đã quay trở lại với kênh Lúa Miền Tây ha. Thì video hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý anh chị, bà con cô bác cái cách mà để mình có thể tự phá cái thẻ ATM của mình. Không may mà cái thẻ của mình nó bị lộ thông tin hay bị mất nha các bạn, hay là các bạn cho người khác mượn á, vô tình bị lộ những cái thông tin trên thẻ, thì mình cũng có thể tự phá bằng cách là mình có thể lên app SagonPay của ngân hàng Sacombank, hoặc là mình có thể gọi về tổng đài 1900 4 số 5 hay số 8 để mà nhân viên tổng đài có thể khóa thẻ dùm mình ha. Rồi ok các bạn, thì đây là cái app Sacombank của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ dùng app này để mà phá cái thẻ ATM này. Đó, và mở khóa cái thẻ ATM này cho các bạn xem ha. Và cái cách tiếp theo á, mình sẽ chia sẻ đến quý anh chị và các bác là hai cái cách để mình có thể tự đổi mật khẩu của mình ha. Cho những bạn nào mà mới lấy thẻ ATM hoặc các bạn lấy rồi nhưng mà bị lộ thông tin, mình vẫn có thể dùng cái thẻ này mình đổi mật khẩu tại nhà, hoặc có mình có thể tự đổi mật khẩu nha. Rồi các bạn ơi, thì không để các bạn phải chờ đợi lâu ha. Giờ mình sẽ tiến hành mình thực hiện cái cách là mình có thể tự phá thẻ mình hoặc mở khóa cho các bạn xem ha. Mời các bạn theo dõi video nha. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ truy cập vô cái app Sacombank của mình nha. Đó. Thì đây là cái giao diện chính của mình. Thì các bạn có thể truy cập vô cái mục là quản lý tài khoản, hoặc là trên góc phải chỗ hình người nè, có cái hình mình nhấp vô đây. Đó. Sau khi nhấp thì các bạn sẽ nhấp vô cái mục là quản lý thẻ tài khoản nha. Giúp mình nhấp vô cái mục quản lý thẻ tài khoản. Đó, thì ở cái dòng thứ hai đó có mục là quản lý thẻ tài khoản, các bạn sẽ nhấp vô đây. Thì các bạn sẽ nhập mật khẩu của mình vô. Có do mình đặt vân tay nên mình sẽ nhập vân tay nha các bạn. Đó. Còn các bạn nào mà đặt mật khẩu số thì các bạn có thể nhập mật khẩu số ở bên dưới. Đó, thì đây là cái giao diện chính của nó. Thì cái tài khoản đầu tiên là cái tài khoản của cái ví của mình, là cái tài khoản Sacombank ha. Đó, thì ở đây mình chưa có mặc định cho thanh toán rút tiền hay là thẻ nó, cái này nó đang bị khóa luôn. Đó, thì đây là cái ví Sacombank mình hiện tại nó đang bị khóa, mình có thể mở khóa lên lúc nào ha. Còn đây là thẻ tín dụng và đây là cái thẻ Visa của mình. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái thẻ Visa này để mình thực hiện mở khóa cho các bạn xem ha. Thì hiện tại cái thẻ này nó đang hoạt động, mình sẽ nhấp vô cái chỗ chấm xanh chỗ này nè. Đó, mình sẽ nhấp vô. Đó, mình sẽ nhấp vô cái chỗ chấm xanh này nha các bạn. Đó. Rồi, thì nó sẽ đưa các bạn tới cái giao diện là MSai hoặc Mcode nha. Do mình có xài Mbanking nên có cái này. Còn các bạn nào mà không có xài Mbanking á thì nó sẽ gửi tin nhắn trực tiếp cho các bạn ha. Thì cái này do mình có xài Mbanking. Còn những bạn nào mà không có Mbanking thì gửi trực tiếp tài bằng tin nhắn như thế này. Và mình sẽ lấy 6 số màu xanh này. Đó, của tin nhắn Sacombank mình sẽ nhập vô thôi. Còn mình có xài Mcode nên mình sẽ nhập bằng Mcode nha. Đó, và mình sẽ lấy mật khẩu 6 số như thế này để mình nhập vô. Đó, 261457 mình sẽ nhập vô nha các bạn. Đó. Rồi, sau khi nhập vô thì nó sẽ tự chạy nha các bạn. Đó, thì nó báo mình đã cập nhật thẻ thành công ha. Trạng thái của thẻ là bạn đang bị khóa nha các bạn. Đó, như vậy là mình đã phá thẻ thành công ha. Người ta sẽ không xâm nhập được ha. Thì đợi khóa thẻ thì mình có thể đến ngân hàng làm lại thẻ mới. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ mở khóa lên cho các bạn xem nè. Đó, hiện tại thì nó thẻ đang bị khóa ha. Mình sẽ nhấp vô cái chỗ chấm xanh bên nãy luôn. Đó, mình mở nó lên. Rồi, thực hiện Mcode và Mcode thôi các bạn. Đó, mình sẽ nhấp vô Mcode để mình nhập mật khẩu nha. Rồi, sau khi nhấn mật khẩu Mcode thì hoặc là có tin nhắn các bạn cần làm gì giúp mình ha. Đây, mình sẽ lấy mật khẩu 6 số để mình nhập vô thôi. Đó, 550. Rồi mình sẽ nhập 6 cái số đó vô thôi các bạn. Đó, sau khi nhập vô thì nó sẽ tự chạy luôn nha. Nó đưa vô mình bên trong luôn. Đó, thì nó báo mình đã cập nhật trạng thái thành công, thẻ đang hoạt động nha. Đó, như vậy là mình đã mở khóa cái thẻ thành công ha. Thì cái trường hợp này á thì các bạn nào nhập sai thông tin nó cũng khóa, thì mình có thể tự vô đây để mở ha. Đó. Rồi, ok các bạn ơi, thì tiếp theo video thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là hai cái cách để mình có thể tự đổi mật khẩu thẻ ATM của mình mà không cần phải nhờ đến nhân viên ngân hàng ha. Đó là cái cách mà mình tự đổi tên app Sacombank, hoặc là cái cách mình đổi tên máy ATM ha. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là tự lên app Sacombank để mình đổi mật khẩu ha. Rồi ok các bạn, thì mình sẽ quay trở lại từ đầu cho các bạn xem ha. Các bạn vô cái chỗ mục nè, quản lý thẻ tài khoản giúp mình ha. Các bạn truy cập vô đó thì nó kêu mình nhập mật khẩu nha. Đó, sau khi mà các bạn nhập mật khẩu thành công á thì nó sẽ đưa mình thẳng vào bên trong. Đây. Đó, có hai cách để nhập nha. Đó, thì đây là cái ví Sacombank và đây thẻ tín dụng, còn đây thẻ Visa. Mình sẽ vô ngay cái mục mà mình cần đổi nha. Các bạn sẽ nhấp vô cái mục là tùy chỉnh thẻ nè, tài khoản. Rồi, ở bên dưới cái chỗ là mục tạo mới pin mới nè, các bạn nhấp vô đây giúp mình ha.
Đó. Rồi, sau khi nhấp thì nó kêu mình tạo mở pin mới nè. Các bạn sẽ nhập cho mình là 6 số nha. Đó, 6 số mới. Đó, các bạn có thể lấy số nào tùy các bạn, nhưng mà mặc định nó là 6 số. Thì các bạn nhấp giúp mình là hai lần giúp mình ha. Đó. Rồi, sau đó các bạn sẽ nhập vô chỗ mà em sai em code nè. Thì các bạn nào không có xài em Monkey đó thì các bạn có thể vô trực tiếp nó gửi tin nhắn về cho các bạn. Đó, còn mình có xài em sai, mình sẽ vô em sai để mình lấy mật khẩu ha. Ok, thì giờ mình sẽ thi gặp vô em sai nè, mình lấy mật khẩu 6 số để mình nhập vô mình lấy cái mã 6 số đó, mình đổi mật khẩu lại nha. Đó, sau khi mà có mã 6 số mình sẽ nhập vô. Rồi, xong. Và đây là cái mã 6 số của mình. Đó, đây, nó báo mình đã tạo mã pin thành công rồi các bạn. Đó, như vậy là mình tạo mã pin. Nó báo tin nhắn luôn rồi các bạn. Đó. Như vậy là mình đã đổi mật khẩu mã pin thành công trên app SoundBank ha. Rồi, cái cách thứ hai là mình sẽ đổi mật khẩu mà trên máy ATM. Mời các bạn theo dõi cách thứ hai của mình nha. Rồi, ok cả nhà, thì đây là cái cách thứ hai mình sẽ hướng dẫn cả nhà là cái cách mà mình có thể dùng cái thẻ ATM này mình đổi mật khẩu ngay trên máy ATM nha các bạn. Thì cái cách này á, có thể dùng thẻ cũ hay thẻ mới vẫn được ha. Nếu thẻ mới thì có thêm cái bước kích hoạt nha. Đó, rồi mời các bạn theo dõi cách mình đổi mật khẩu trên máy ATM nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ nhờ ông anh của mình để mà đổi mật khẩu nha. Đó, thì hiện tại ông anh sẽ lên đây đổi mật khẩu giúp nha. Thì trước khi mà vô máy á, thì các bạn quan sát giúp mình cái thẻ ha. Các bạn để cái chữ sơn băng và cái chip nè. Có cái đèn chớp bên chỗ này. Cái chỗ này là cái khe đưa thẻ nha. Mình sẽ đưa vô chỗ này nha. Đó, thì các bạn đưa đúng chiều thì nó mới vô cái thẻ nha. Đó, nhìn vô màn hình thì nó để là hệ thống đang xử lý. Quý khách vui lòng đợi trong giây lát. Đó, thì trên màn hình nó nói lên là tiếng Việt, tiếng Anh. Mình sẽ nhấn ô tiếng Việt nha. Thì ở chỗ là quý khách là vui lòng nhập mật mã, thì các bạn nào có mật mã thì nhập vô bên dưới, còn các bạn nào không có thì các bạn nhấn vô tạo pin mới nè, thì nó kêu mình nhập số điện thoại. Thì các bạn có thể nhập số điện thoại của mình ở dòng ở chỗ này nha. Đó, các bạn sẽ nhập vô. Đó, thì sau khi nhập điện thoại xong mình kiểm tra số điện thoại lại thì các bạn nhấn vô xác nhận giúp mình ha. Đó, sau khi nhấn vô xác nhận thì nó sẽ để là hệ thống đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát. Đó, thì cái này nó báo dân thẻ ra nè, nó báo mình sai số điện thoại, thì các bạn lưu ý giúp mình điều này ha. Thì các bạn khi mà đổi mật khẩu thì các bạn sẽ nhấp trúng ngay cái số điện thoại mình đã đăng ký với ngân hàng mới được nha bạn. Nếu mà các bạn đăng ký sai số điện thoại cũng được. Đây, mình sẽ nhập lại cho các bạn xem nha. Đó, các bạn sẽ thực hiện như mình hướng dẫn nãy giờ, thao tác rồi đổi mật khẩu. Đó, nhập số điện thoại mình vô. Rồi, sau khi nhập số điện thoại thì mình sẽ kiểm tra lại số điện thoại, các bạn nhấn ô xác nhận. Đó, hệ thống đang xử lý nè. Đó, hệ thống đang xử lý với khách tôi lòng đợi trong giây lát. Thì nó sẽ báo là thẻ, đây là thẻ mới nha, thì nó báo như thế này là thẻ chưa kích hoạt, mình nhấn ô xác nhận để mà cho nó kích hoạt ha. Nhấn vô. Đó, còn thẻ cũ thì nó sẽ đưa thẳng vô như thế này luôn. Đó, thì nó gửi tin nhắn về 6 số như thế này, cái tin nhắn của SoftBank gửi cho ngay số điện thoại tên máy điện thoại bạn ha. Đây để mình chỉ. Rồi, sau khi mà đây là cái tin nhắn của ngân hàng SoftBank gửi vô máy điện thoại của mình. Mình sẽ lấy 6 số ở cái dòng tin nhắn cuối cùng nha. Mình lấy 6 số này, mình nhập vô 801220 nè. Mình sẽ nhập vô bên dưới này. Đó, sau khi nhập đầy đủ 6 số như các bạn thì các bạn sẽ nhấn ô xác nhận ở bên phải nè. Ok, thì nó kêu mình là quý khách vui lòng nhập mật mã mới. Thì bắt đầu cái mật mã này là của mình nha. Mình sẽ tạo mật mã mới nha. Các bạn có thể tùy chỉnh nè, mình sẽ nhập 6 số mà các bạn lưu ý là nhập hai lần giúp mình ha. 6 số đầu phải giống 6 số cuối ha. Sau khi nhập 6 số này nó kêu nhập thêm cái nữa nè. Đó. Sau khi các bạn nhấn thì nó tự chạy khỏi cần nhấn xác nhận các bạn. Đó, thì nó báo mình là đã đổi mật khẩu thành công nè ha. Quý khách lui vui lòng thực hiện giao dịch. Đó, ở đây thì có nhiều giao dịch như là tra cứu thông tin nè, mình có thể vô đây tra cứu, rồi mình tra cứu cái số dư. Đó, số dư mình còn bao nhiêu. Đó. Rồi, ok, thì đây là cái số dư của mình còn bao nhiêu đây ha, còn mấy ngàn nè. Thì mỗi lần thực hiện giao dịch thì nó sẽ kêu mình nhập lại mật khẩu, thì mình sẽ nhập cái mật khẩu mình mới đổi mới nãy nha các bạn. Đó, nhập 6 số thì nó sẽ đưa mình vào bên trong. Đó, như vậy thôi, mình có thể thực hiện các giao dịch còn lại. Rồi, thì video mình đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà.